Ơi. Yeah. Xin chào bà cô chú đi con. Xin chào bà cô chú. Kính chúc quý bà cô chú nhiều sức khỏe. Cho Khương vừa mới đi làm về, đi ra đây chào có con này mắc cười lắm nè, có con này mắc cười lắm nè. Nè bác Thái gửi lên cho con nè. Này con cá sấu chiều cho mua cho ta tặng cho bác Thái, rồi bác Thái tặng lại ngược lại cho con nè. Bánh mì con cá sấu á. Với có cái trái dưa gan. Để đếm vô, đếm con cá sấu vô. Mắc cười không? Nó cá trắng không? Hả? Nó có cá trắng không? Vô nhát con hai đi. Anh ta ơi. Con cá sấu. Anh hai ngủ hả? Anh hai đâu rồi? Đi lại đây. Sợ không? Sợ cá sấu không? Để mẹ làm mở đèn lên coi. Sửa sợ cá sấu không? Ơi, đừng có đập cá sấu. Đập cá sấu mềm luôn à. Anh hai. Cá sấu bánh mì. Cá sấu á. Ủa cha, con cái hạt màu đen là gì vậy? Hạt đậu. Hạt đậu ăn được không? Dạ, hạt đậu ăn không được. Hạt đậu ăn không được. Ăn thử không? Ui, bánh mì ngọt. Ăn thử không? Lấy cái bàn, lấy cái ghế để lên. Mẹ khiêng ghế để lên đây nè mẹ. Lấy ghế để lên đây để cho hai em vui thôi. Khiêng cưng cà đi. Hả? Khiêng cưng cà đi. Đâu có cái này đâu, ăn cưng cà được đâu. Bánh mì ngọt mà. Nè lại đây nè. Hai anh em lại đây nè. Vậy mình dùng cái nào để chấm ăn? Cái này thường thường ta chấm sữa. Sữa, ok. Chà, cũng đôi bụng thiệt. Sữa đi cha. Mẹ qua bánh lấy miếng sữa cho mẹ. Để đặt á. Chà cũng đôi bụng cho chưa có ăn gì luôn á. Biết sao chà không ăn không? Chà chà. Biết sao chà không, không ăn cơm giờ? Con biết. Tại vì cha. Tại vì cha. Tại vì ra thì con biết rồi. Nên cha không bao giờ ăn cơm. Cha đi công tác, cha đói bụng, cha thèm ăn quá. Mà tụi con không ăn nên cha không mua. Không có, tại vì cha tranh thủ về sớm cho ghé ăn thì nó sẽ trễ. Sợ về tụi con ngủ á. Con đợi cha nè. Để vô cánh răng. Hồi nãy con đang đúng không kìa. Sao? Con không biết đâu, con không lắm răng, con chờ cha về coi cha cha có mua gì cho ăn không, ai có thì. Nè, nhà ngoan không? Tụi mình nuôi cá sấu đi. Nuôi cá sấu đâu? Cá sấu nó bị lạnh rồi. Cá sấu bị lạnh rồi. Tại vì cái chỗ này chỗ vui nè. Mày để xuống đi mà. Ở đây. Tôi đặt đó. Ở đây con kiếm mày ơi. Cái này mấy bạn nhỏ muốn ra ngoài đây ngủ cho nó rộng rãi, ở trong nhà chật quá, ở trong phòng á cái giường tầng nó chật có mà cô chú chị thấy gì chứ, cái nhà của Khương vừa có mấy xíu à, như cái lỗ mũi vậy. À, con không sợ cá sấu. À, con sợ cá sấu không? Con là thích ăn cá sấu. Con sẽ ăn thịt cá sấu. Ba cho con mình sẽ ăn thịt cá sấu ha. Thơm quá. Thơm không? Từ từ. Con xé cá sấu như vậy. Bác được một miếng thầy. Thơm quá. Nó cầm con xin lên thấy con cá sấu. Con ăn. Lấy sữa đây, con cái mũi. Nè. Nè, chấm đi. Cái gì? Còn cái tầng. Cái này mấy em với mấy anh chị ngủ hết rồi. Ủa không xét cho cha vậy trời. Cảm ơn, rồi cảm ơn bà con chú chưa? Mà mày chị chưa ăn. Đây, chấm sữa vô. Rất ngọt. Sữa, ngọt. Ngọt. Mời mẹ ăn. Cảm ơn. Ngọt ha. Con chấm chứ. Mày không nhắm. Đúng ngọt luôn á. Đúng không? Ở đây ngọt vậy. Ba cho con mình.
nửa khuya ăn thịt cá sấu, ngồi đây con. Tối mà ăn ngọt vậy thôi, mai nay lên cân mất rồi. Nhưng con, để ngồi nè, sửa lên ngồi. Nhưng con giống con cái sọ ăn. Ừ, quay đây nè, quay đây cho bằng. Bà cho mình review ăn thịt con cá sấu. Không cái tay nữa rồi. Ôi, chịu quá. Hồi chiều á cho đi ngang cái lò bánh mì á. Tao ngồi đi. Cho thấy nó họ làm nhiều con này nó mắc cự á, có con cua nữa. Xong cái cho mua vô cho làm quà cho tao thấy. Ê, nhớ tùm lum vậy. Ở trong bếp thôi. Đấy, từ từ. Nè, cậu bưng theo nè, để nó nhiễu ra ngoài nè. Bưng theo. Rõ. Để cho quẹt một phụ anh. Ôi ơi. Đóng cái lỗ rồi. Bỗng băng kìa. Đóng rồi đã. Để cho lấy con nước. Ngon không? Ừ. Ôi ai gì con cá sấu lắm. Cái này mua con cũng rong nữa này. À, cha, cái này mua con cái mặt nữa này. Có con cua, có nhiều con nữa. Cái mặt ngon hơn. Nè, cầm anh để mà có cái mặt đào tạo làm. Cái mặt thịt nó dài hơn. Cho chưa ăn gì cho đói bụng mà. Nè. Đấy mà. Giờ mình cũng ăn thịt cá sấu thôi. Đâu nói cái thịt cá sấu thôi như thế nào nữa, bà cô chú chị biết rồi. Trời ơi bà cô chú, cá sấu nó ngọt, ngon. Nó không có tâm nữa. Kỳ ơi sao. Bà cho con mình sẽ quất con cá sấu này. Chị nhiễu rồi, từ từ. Con chấm con ấy từ từ đứa nó nhiễu. Ăn cái ta nó rồi. Cá sấu không nhiễu hả? Cái bị chị sữa ăn. Đừng có hôn dưỡng nữa nha cá sấu. Cưng. Đó. Nè bà con mắt. Ừ, cưng. Đó, bị gắt cái miệng. Cưng gỡ rồi. Cắn mở luôn hả? Cái mở không? Ừ. Thôi ăn thì ngọt ngán quá. Cái thương quá à. Đợi cho về không ngủ. Con chuyện nhiễu nha con. Cái giờ là hồi nhỏ không bà con chú anh chị thấy con vừa có quay những cái clip mà con vừa đi làm về rất là trễ. Trà sữa không chịu ngủ không? Dạ, trà sữa thấy Vinh không ngủ đợi con vừa. Giờ cũng 9 giờ mấy nha. 10 giờ rồi. Dạ, 9 mấy 10 giờ tại vì thường thường mấy bạn nhỏ 9 giờ rưỡi rồi nhỏ ngủ rồi. Mà tụi con đói rồi. Đói không? Mà cha mới mua cá sấu. Cha về cha hả? Bà con cha hả? Mà ông sát cá sấu. Ngán rồi. Rớt hả? Để cho lao rồi, có vũ khí lắm. Nó ngán lắm mà có chú. Nó cũng vậy ngán vậy. Khăn ngán hả? Ngán. Cho nó bụng. Cho nhiều không? Con cầm cái chén đi theo đi. Đó, đừng có. Lúc mà con đang là dễ coi phim. Bữa nay trà sữa nhìn gọn người lại nè. Cao lên rồi. Ôi, ghê quá. Con cũng rất là cao đó. Trời cao 1m3. Ừ. Trời ơi, bà húng ăn thịt cá sấu luôn, ghê vậy. Ôi dạ, cái hộp này ngon. Ngon quá ngon. Thật mè. Để chặn cái chân cá sấu. Wow. Cái tay mà. Ăn thịt cá sấu ngon ghê trời. Coi coi ừ. Con coi chắc này bạn con tưởng con là người quen giả nữa. Dạ không? Con giả ăn thịt cá sấu không? Ngày nay chắc không có đăng clip cho tụi con. Hộp này rất là ngon. Hộp này ngọt nó ngon. Hộp này à? Đúng không? Nó tính thằng con thầy tiết kiệm không? Thấy không? Con như con cá sấu luôn kìa. Con làm cá sấu hả? Con ăn thịt cá sấu hả? Ừ, làm cá sấu rồi. Còn cá sấu rồi. Dạ. Con cá mập. Ta biết rồi sao con cá mập nó ăn được hình được cá mập nhưng mà nó lại không ăn được không? Không.
tại con cá mập nó sống bên nước ngọt, con cá sấu nó sống bên đồng lầy. Đúng không? Cá mập sống ở biển. Ở ngoài biển. Người ta ăn sấu sống đồng lầy. Đúng rồi, nó đâu cắn được đâu. Không quên đâu. Thông minh. Ủa thông minh không? Trời ơi nhiều. Tao biết rồi mày kìa. Con cá lóc sống trên biển. Mẹ Biên lấy thằng ướp đi. Mẹ xấu như con gì? Mẹ giống như con trùng. Giống như con trùng hả? Trùng ướp hả? Ra bệnh cái con trùng. Con bác. Con hiểu tùm tùm nè. Con nhện nó sống ở đâu? Con nhện nó sống trên nóc nhà. Tùm tùm chỗ à? Không mà chỗ nó sống nhất là trên nóc nhà. Trên nóc sống một cây mà bụi rậm. Không mà con biết mà. Mà con đứng là sửa con. Trời lúc khi tới mạng nhện sẽ đứng trên nóc nhà và bắn cung. Không gì đâu. Bắn to đi bắn cung gì. Bắn cơ, bắn cung, hay quá. Cầm sách theo mà ăn rồi. Ờ, đó không hiểu. Lúc đầu con nhìn. Tội nghiệp quá à. Bữa nay cho con nghe nữa. Ai biết con cá sấu nè con tưởng. Có con cá sấu không? Con nhìn. Bữa nay cho đi làm về. Ủa mày á. Đưa cái con nước ra. Đưa con nước. Bữa nay cho đi. Cho nên là ta không có không nghe gì cho hai đứa nghe cục vàng cho ai đâu. Ngon quá à Bi. Bà húng. Bà húng. Bà húng làm gì? Bà húng tướng cắn ngọt cái xấu vậy hả? Bà húng ăn đã không? Bà húng. Bà húng nước mắt quá không? Húng quậy quá bà húng ơi. Bà con chú chạy giờ sợ bà húng rồi ạ. Hôm qua nói gì? Ai đẻ mẹ? Nó bệnh à? Ai nói là cái chế. Cái chén đẻ mẹ hả? Còn cái ghế gì bể nè. Bậy đó là cái chén đẻ mẹ rồi thì bậy. Là cái tô để che. Thôi mà không phải. Bà nội mới là để che còn. Nè, đây là em nó biết mà em nó lầy đó. Đây là những người mà để bên nhà nội nè. Cha nè. Cô ba nè. Quay qua đây nè. Chú Hương nè. Út Hơ nè. Rồi hết rồi đó. Rồi còn bên nhà ngoại. Nhà ngoại tính những ba là những tư luôn hả? Nhà ngoại vậy là mẹ nè, cậu Tư nè, mẹ Duyên nè, rồi hết rồi đó. Đúng rồi. Ông mậu xin được nhà ngoại hay gì cả. Giờ con bán ai xin ra cha. Ai? Rồi. Con xin ai xin ra mẹ. Bà ngoại. Ai xin ra em. Mẹ. Chữ. Ăn xương ra anh hai. Mẹ. Đánh luôn. Ăn xương ra con cá. Con cá dễ nè. Cá mẹ. Cá mẹ. Xà bé. Sâu trai. Chứ gì. Mẹ Ngọc. Mà tỏ bự. Mẹ Ngọc nhanh cá. Lạnh quá. Mẹ sữa là tuổi cá. Trời ơi. Em là tưởng thương cho mình. Tết của sao đâu? Con ngựa ngựa chạy, con chạy rất là nhanh. Với lại con hơi bị lanh luôn. Đừng có rất lắm. Để mai tháng. Em cho con một miếng. Không, con lỡ đi đồ rồi. Hả? Con lỡ đi đồ ăn rồi. Sao? Cơm sườn. Thì chai mai cho ăn sao? Ăn sáng không được. Ăn sáng nó sẽ bị đau bụng. Đói đau bụng rồi. Tại vì nó quá là ngọt. Nó chấm sữa chắc ông bà cô chú anh chị này cái là món ăn tuổi thơ á. Ha. Có mì không mà không có gì ăn mình thường thường ta làm mì thịt thì một cái mình chấm sữa. Chấm sữa tươi nữa. Chưa đặt. Chấm sữa tươi nữa chứ.
cái này bánh mì rất là ngọt mà con chú chị. Dạ. Cái dạng người ta đắp sữa tươi luôn á bà của chú. Ừ. Có thể là đắp sữa tươi. Không chưa? Được chưa? Ngon chưa? Ngon nằm lên đây luôn. Ừ, thôi cũng nằm, con còn quay clip mà nằm đi, ngồi vậy. Con ngồi lên. Con mặt của chú chị mà. Con mỏi lưng quá. Ăn xong đi rồi, để em ăn xong đi cho dọn dẹp bụi cho người ngủ. Cho đi thay đồ nữa. Tóc tai, sờ sờ, bài sữa, trà sữa hết hoa chưa? Nó nghe nè, cha đi dưới Sa Đéc á, nhiều bà của chú chị hỏi thăm hai con lắm á. Dạ. Có dịp mà đi về dưới cho ghé bà của chú chị chơi, chắc bà của chú chị gặp tụi con mừng lắm á. Tụi con gửi là cảm ơn ông bà của chú chị ở Sa Đéc rồi. Chú, dạ, ở Sa Đéc. Ừ. Sa Đéc hay Sa Lét vậy? Sa Đéc. Sa Đéc. Có điều, có điều kiện cho dẫn cho con đi chơi đi đó. Sa Đéc chứ không phải Sa Lét. Sữa cảm ơn chưa? Cảm ơn. Cảm ơn bà của chú chị ở Sa Đéc. Ở Sa Đéc của cha Khương. Sa Đéc của cha Khương. Cha Khương gì? Ê, ăn giấy luôn hả? Ăn giấy luôn. Ừ, ăn rồi mình gửi em đánh ra. Hôm nay cũng bị ăn răng. Hồi nãy nay con không ăn răng thì con chờ cha. Ờ, con chờ cha có đem gì về không? Hiểu nè. Chưa đoán. Cha đem món ăn rất là ngọt. Rất là ngọt ngào đúng không? Rất là ngọt chứ mày ngọt hai, ngào. Hai cha con mình ba cha con mình ăn cái sâu. Ăn mới có cái chân nó không làm no. Đúng rồi nó ngán. Ồ ừ. Ngán rồi. Cái con cái sâu là nó không à. Nó là ăn nhiều hơn nay nó ngán. Tụi con có gặp cá sấu ngoài đời chưa? Được rồi. Chưa gặp chưa? Chưa gặp chưa? Chưa. Sao chưa gặp? Trời gặp rồi. Dạ chưa. Gặp rồi. Mà bữa bà mẹ dẫn qua đi đâu quá trời á. Bữa nay mẹ nhà mẹ mẹ nhà mẹ dẫn tụi con đi ăn chơi hả? Dạ. Vui không? Rất là không vui. Tại đi đi đã đóng cửa. Đúng rồi. Đóng cửa hả? Con không chơi kia đó thôi là đóng cửa. Năm tháng 11 nó mới mở lại. Nghe nói là vậy. Gì con? Tiệm bánh bị đóng cửa rồi thật là phiền quá. Cái gì nói gì đó mà luôn chứ gì nghe. Cái Con chơi chơi bóng để bị đóng cửa. Thôi mình phải đi về ngủ thôi. Thôi buồn quá ba mẹ ơi. Nó sao xạo quá à. Khu vui chơi mà sữa đóng. Đóng mà sữa không bao giờ vui vậy đâu. Mệt bụng quá. Không có vui rồi. Mệt bụng quá. Người lớn mới vui rồi. Thấy nhiều quá rồi. Ăn đàng hoàng nè. Bánh sữa đặc ngon quá. Ơ, nhiều. Nãy giờ con ăn mấy cái hộp này no luôn. Hộp mè hả? Dạ ngon. Ừ. Thôi giờ không mình ăn. Thôi mình không ăn nữa ha. Thôi mình chào tạm biệt bà con chú chị. Mình đi đắng răng rửa mặt. Mình rửa miệng cái mình đi ngủ ha. Chúc bà con chú chị nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt con. Tạm biệt bà con chú chị. Tạm biệt ơi. Tạm biệt bà con chú con. Xin chúc với bà con chú chị. Đi đắng răng thôi. Dạ, hẹn gặp lại. Bye bye.